Thưa quý vị, thú chơi các mô hình vẫn luôn là một trong những niềm đam mê của nhiều bạn trẻ. Tại Hà Nội, có một câu lạc bộ những người có cùng niềm yêu thích với mô hình dành riêng cho những chiếc máy bay. Điều đặc biệt, chính họ là người sáng tạo ra những mô hình máy bay này. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu câu chuyện này ngay sau đây quý vị nhé. Gần 20 năm theo đuổi niềm đam mê với máy bay mô hình, hiện tại anh Nguyễn Trường Sơn tại thành phố Hà Nội đang sở hữu khoảng 50 chiếc máy bay mô hình với nhiều chủng loại, từ trực thăng cho đến máy bay. Trước kia, nếu để sở hữu một chiếc máy bay mô hình, anh Sơn sẽ phải tốn kém khá nhiều chi phí. Thế nhưng hiện nay, điều này đã dễ dàng hơn. Cách đây khoảng độ tầm chục năm thì cái môn chơi này nó khá là mới mẻ và nó cũng tốn kém khá nhiều chi phí để có thể sở hữu một chiếc máy bay. Tuy nhiên là đến thời điểm hiện tại thì các cái thiết bị điện tử nó đã rẻ đi rất là nhiều rồi. Các bạn sinh viên, thậm chí như mình biết là một số bạn sinh hoạt ở Cung Thiếu Nhi Hà Nội, các bạn thiếu nhi tầm học lớp 5, lớp 6, cấp 2 thì cũng đã có thể tự làm và tự sở hữu một chiếc máy bay mô hình có thể bay được. Đối với những người chơi máy bay mô hình, chiếc máy bay phải gắn liền với phiên bản máy bay thật. Hầu hết mỗi người đều tự thiết kế. Chỉ cần có niềm yêu thích khám phá thì họ có thể mày mò sáng tạo ra những mô hình máy bay với chi phí tiết kiệm. Để sản xuất ra một chiếc máy bay mô hình phải nắm được các kỹ thuật cơ bản của ngành kỹ thuật hàng không với những tiêu chuẩn rất chặt chẽ về độ cân bằng cũng như khí động học. Một chiếc mô hình bay nói chung bao gồm hai phần, phần vỏ và phần động cơ. Mỗi một dòng máy bay thì nó lại có những cái đặc điểm khác nhau. Tuy nhiên là những người chơi thì đa phần họ hay hướng đến các cái dòng máy bay scale, tức là nó tỷ lệ giống y hệt như máy bay thật. Nó có thể là tỷ lệ 1/3 hoặc 1/4 hoặc là 1/5, 1/10 gì đấy so với máy bay thật. Thì cái tỷ lệ nó đã giống rồi, nhưng mà cái quan trọng hơn là những cái chi tiết trên máy bay nó phải rất là giống máy bay thật. Nó càng giống bao nhiêu thì nó thể hiện là cái trình độ của người chơi càng cao bấy nhiêu. Máy bay mô hình có nguyên tắc điều khiển và cơ cấu hoạt động gần giống với máy bay thật, chỉ khác về kích thước. Do vậy, bên cạnh niềm đam mê, thì trước khi gia nhập thành tín đồ của thú chơi này, người chơi cũng cần trang bị thêm cho mình cả những kiến thức về vật lý. Cái máy mô hình này thì cái nguyên tắc điều khiển này, các cái bộ phận chính thì nó giống y hệt như máy bay thật. Cái cách lái cũng y hệt như máy bay thật. Chính vì thế nên là phải có một quãng thời gian để học lái trước khi mà lái thực tế. Như bọn mình bay ngày xưa thì nó không có các phần mềm giả lập, chủ yếu là người chơi tự dạy nhau ở trên sân và học thực tế. Tuy nhiên là đến thời điểm hiện tại thì nó đã có rất nhiều cái phần mềm giả lập trên máy tính và lắp vào cái bộ điều khiển thật của mình lái máy bay, sau đó là tập lái trên môi trường giả lập trên máy tính trước để tránh được những cái thiệt hại và học được cách bay. Sau khi mà đã thành thạo trên máy tính rồi thì mới ra thực tế để bay. Không phải lần nào bay cũng thành công. Thế nhưng cảm giác được nhìn những chiếc máy bay chính mình điều khiển được bay lượn trên bầu trời chắc chắn sẽ rất thú vị. Mỗi lần bay đều là những trải nghiệm mang đến nhiều cảm xúc cho người chơi. Thực ra là mình có một cái đam mê từ nhỏ luôn là được chinh phục bầu trời. Thì mình không thể trở thành được phi công thực thụ thì mình có thể là trở thành phi công mô hình. Đấy. Điều ấn tượng nhất của mình ấy là sau một cái tuần làm việc rất là mệt mỏi thì mình ra đây chơi thì các bạn nhìn thấy là ở đây không khí rất là trong lành, thoải mái, và hơn nữa là mình được chơi cái đam mê của mình, cái mình mong muốn từ nhỏ. Câu lạc bộ máy bay mô hình Sông Hồng với khoảng 20 thành viên, tùy vào điều kiện kinh tế, mỗi người sẽ lựa chọn cho mình một phong cách chơi khác nhau. Để có được một sân chơi để thỏa mãn niềm đam mê của mình, những người chơi máy bay mô hình cũng gặp không ít những khó khăn. Trước đây thì bọn mình thường sinh hoạt ở sân bay Gia Lâm hoặc là sân bay Kiến An. Đấy là những địa điểm được Quân chủng Phòng không Không quân cũng như Cục Tác chiến cấp phép để có thể chơi máy mô hình ở đấy, trong cái phạm vi đấy. Tuy nhiên là thời gian gần đây thì các quy định của chính phủ cũng siết chặt hơn cái việc mà sinh hoạt ở trong các cái sân bay, nhất là sân bay quân sự. Xuất phát từ cái việc đấy thì anh em cũng có họp lại với nhau và cũng xác định là sẽ phải tự tìm một cái địa điểm phù hợp, nó đảm bảo các cái yếu tố như là rộng rãi, thoáng đãng, không có vật cản, ở xa khu dân cư và nó không có những cái yếu tố ảnh hưởng đến các vấn đề về các cái khu vực cấm, các cái đường bay. Sân bay giới hạn độ cao 50m trong bán kính 300m
lần đầu tiên được Cục Tác chiến Bộ Quốc phòng cấp phép hoạt động tại Đan Phượng dành cho người mê máy bay mô hình. Sáng Chủ nhật hàng tuần, các thành viên sẽ cùng tụ họp tại bãi sông Hồng để cùng nhau lái những mô hình bay lượn trên bầu trời.